cho các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Trần Long. Diễn viên Trần Long sinh vào ngày 24 tháng 7 năm 1975 tại Thượng Hải, Trung Quốc, là một nam diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Trần Long nổi tiếng nhờ đóng nhiều bộ phim truyền hình, cổ trang võ hiệp. Một số bộ phim mà Trần Long đã tham gia: phim truyền hình Thiếu niên Hoàng Phi Hồng vào năm 2002, Như Lai Thần Trưởng năm 2004 trong vai Âu Kính Hào, Thiếu niên Dương Gia Tướng năm 2006 trong vai Dương Ngũ Lang, Tái Sanh Duyên năm 2006 trong vai Lưu Khuê Bích, Hiệp Cốt Đan Tâm năm 2006 trong vai Kim Trục Lưu, Từ Bạn Đa Tình năm 2009 trong vai Mã Hiển Lương, Thủy Hử năm 2011 trong vai Võ Tòng, Làng Nhà Bảng năm 2015 trong vai Mông Chí. Năm 2011, nam diễn viên Trần Long đã gây nhiều chú ý khi đảm nhiệm vai Võ Tòng trong phiên bản Tân Thủy Hử, đóng cặp cùng với Phan Kim Liên do Can Đình Đình thủ vai. Nhờ gương mặt sáng và hình thể nam tính thì Trần Long được mệnh danh là chàng Võ Tòng điển trai nhất màn ảnh. Ngoài siêu phẩm Thủy Hử thì anh còn ghi dấu ấn với Thiếu niên Hoàng Phi Hồng, Làng Nhà Bảng, Thiếu niên Dương Gia Tướng, Hiệp Cốt Đan Tâm. Từ khi bước chân vào làng nghệ thuật thì Trần Long đã thường xuyên được giao những vai diễn mạnh mẽ, dũng mãnh và đánh võ giỏi. Ngoại hình cường tráng là một trong những yếu tố chính giúp cho anh xuất hiện ấn tượng ở trên màn ảnh nhỏ. Với cân nặng của Trần Long khá thất thường, có lúc béo phì khiến nhiều người hoảng hồn. Năm 2015 thì anh nặng gần 100kg, nhưng nhờ tham gia giải Trải Nghiệp Dư ở Thượng Hải mà anh đã ép cân thành công xuống còn 68kg. Đây thực sự là một cố gắng rất lớn của nam diễn viên. Trong quá trình tập luyện thì Trần Long đã gặp rất nhiều khó khăn và có lần anh đã nản chí định từ bỏ lần chạy đầu do cơ thể đã mệt mỏi và rã rời. Những tảng mỡ trên cơ thể đã nóng dần dần rồi ngứa ngáy và khó chịu khi vận động mạnh. Qua vài lần không chịu đầu hàng thì anh đã rút ra kinh nghiệm rằng khi mới bắt đầu chạy thì chúng ta đã không nên chạy quá nhanh dù mục đích là để giảm cân. Chúng ta không cần đòi hỏi về tốc độ hay chạy để làm sao thoải mái và lâu nhất là được. Có như vậy thì chúng ta mới cảm thấy việc chạy là có ích. Bên cạnh việc chạy bộ để rèn luyện thể hình thì Trần Long còn thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Kể từ khi giảm cân thành công thì tôi thấy mình là một người có kỷ luật hơn về mọi mặt, từ việc thiết lập khoa học, chế độ ăn uống cho tới lối sống cá nhân lành mạnh. Từ lâu thì tôi đã không còn sử dụng đồ uống có ga, có cồn mà thay vào đó thì tôi tích cực uống nước và ăn nhiều rau xanh. Ngoài ra, việc tập vũ đạo trong ca hát và luyện võ công cũng giúp cho Võ Tòng Trần Long có được ngoại hình cường tráng dù đã ngoài 40 tuổi. Điểm mấu chốt này đã khiến cho anh trở thành lựa chọn hàng đầu trong các bộ phim cổ trang võ hiệp. Vào ngày 13 tháng 2 thì nam diễn viên Trần Long bị cách ly tại một khách sạn ở phim trường Hoành Điếm của Trung Quốc vì tình hình phức tạp của dịch Covid-19. Trên Weibo cá nhân thì nữ diễn viên Trương Linh Chi đã bày tỏ nỗi lo lắng bất an khi tiết lộ chồng của cô là tài tử Trần Long hiện bị cách ly ở phim trường Hoành Điếm, Chiết Giang vì diễn biến dịch bệnh phức tạp tại tỉnh này. Nữ diễn viên đã tỏ ra quan ngại khi có tin đồn phim trường Hoành Điếm đã dục dịch mở cửa giữa lúc dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát. Kể từ khi thông báo về phim trường Hoành Điếm ngừng hoạt động được ban bố đến nay thì Trần Long đã không trở về nhà, thay vào đó mà anh ấy đã lưu lại một khách sạn gần địa điểm quay phim. Anh ấy đã bị cách ly 15 ngày. Hôm qua thì tôi lại nghe thông tin rằng Hoành Điếm mở cửa trở lại, giờ có phải là thời điểm tốt để bắt đầu công việc hay không? Lúc này thì tâm trạng của tôi đang vô cùng lo lắng và bất an. Được biết, Trần Long vừa bắt đầu quay bộ phim mới có tên là Burning Earth tại phim trường nổi tiếng vào giữa tháng 1 năm 2020 khi tình hình dịch bệnh trở nên báo động. Hoành Điếm đóng cửa, anh cùng với ekip đã mắc kẹt tại đây. Trong suốt 15 ngày qua thì nam diễn viên đã phải tự cách ly trong phòng khách sạn, không những nằm bồn chồn một chỗ và sốt ruột vì khiến cho vợ con lo lắng thì tài tử đã không khỏi áy náy vì bỏ lỡ sinh nhật của con trai. Trên trang cá nhân, hôm 28 tháng 1 thì anh đã gửi lời chúc đến quý tử, tôi ước con trai có một cuộc sống bình an và khỏe mạnh. Vào thời điểm mà mọi người đang chiến đấu chống lại dịch bệnh thì Trần Long cũng đang tự chiến đấu.
kèm với lời chúc mừng thì tài tử bộ phim Thiếu Niên Dương Gia Tướng đã đăng ảnh gia đình nhỏ, đồng thời kèm tấm hình anh bịt khẩu trang kín mít nằm cách ly trong phòng khách sạn. Qua những khoảnh khắc được đăng tải, người hâm mộ đã hoang mang khi thấy Trần Long có thân sắc khá mệt mỏi, uể oải vì phải nằm yên ở một chỗ trong nửa tháng qua. Được biết, Trần Long cùng với ekip làm phim của anh không phải là đoàn duy nhất bị mắc kẹt ở Chiết Giang. Theo Sina, chỉ tính tới thời điểm cận Tết Nguyên đán thì đã có ít nhất 13 bộ phim truyền hình lẫn phim điện ảnh được lên kế hoạch quay ở phim trường Hoành Điếm. Chính vì vậy, sau khi Hoành Điếm tạm đóng cửa thì có khoảng 6.000 người mắc kẹt tại đây, không chỉ khiến đám đông hoang mang lo lắng vì bị kẹt lại. Quyết định đóng cửa của phim trường cũng khiến các đoàn làm phim đau đầu vì chịu tổn thất lớn. Trần X Thao, một nhà sản xuất phim quay tại đây, đã đăng tải trên mạng xã hội rằng ông tổn thất tới nửa triệu USD, gần 12 tỷ đồng mỗi ngày vì phim trường đóng cửa. Ngày 12 tháng 2, thì phương tiện truyền thông xứ Trung đã râm ran rằng Hoành Điếm sẽ mở cửa trở lại để tránh gây thêm thiệt hại cho các đoàn làm phim vì phải hoãn quay suốt thời gian vừa qua. Thông tin trên đã gây ra tranh cãi bởi hiện tại tình hình dịch bệnh ở Chiết Giang nói chung và thành phố Kim Hoa, nơi phim trường Hoành Điếm tọa lạc nói riêng, vẫn đang diễn biến phức tạp. Đây là tỉnh có số lượng ca nhiễm COVID-19 cao thứ 3 tại Trung Quốc, chỉ sau Hồ Bắc có Vũ Hán và Quảng Đông. Đáp lại thông tin này thì phía phim trường Hoành Điếm cho biết đây không phải là quyết định chính thức và quy trình phê duyệt chi tiết vẫn đang được xem xét. Đơn vị này cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình để bảo đảm an toàn cho mọi người, đồng thời có phương án hỗ trợ tối đa để giúp các đoàn làm phim giảm thiểu tổn thất ở mức thấp nhất có thể. Sina cho hay, hiện 6.000 người bị kẹt lại tại Hoành Điếm đã qua thời gian cách ly và đến nay chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.